Nãy giờ mình cũng làm công tác tư tưởng cho nó rồi các bạn. Dặn nó là sau này có phá hoại trái cây vườn nhà ai thì phá, chứ đừng có phá hoại trái cây vườn nhà mình nữa. Nhìn nó rất là dễ thương nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thả nó về với tự nhiên.